Mình nói với các bạn là như thế này, như các bạn cũng đã biết ý, cái gì thì cái, nhưng mà trong đời sống của chúng ta, cái mẹo, những cái mẹo vặt hay là những cái mẹo, tất cả những cái mẹo gì nó đều mang lại cho chúng ta cái hiệu quả, nó vừa nhanh vừa gọn vừa dễ làm, vừa mang lại cho chúng ta cái hiệu quả tức thời. Chẳng hạn mình nói đơn giản là như này, ví dụ như là các bạn có những cái người mà các bạn say xe chẳng hạn nhé, các bạn đi đi trên ô tô mà các bạn say xe thì như thế nào, ví dụ là như thế này, cái cửa kính của các bạn ấy nó kín quá và bật bật điều hòa nó kín nhiều, bạn bạn không chịu được. Nhưng mà đôi khi chỉ cần một chút mẹo thôi, các bạn có thể hạ cái cửa kính một chút xuống thôi là tự dưng các bạn cảm thấy nó dễ chịu liền, đúng không? Nó đơn giản là như vậy. Hoặc là các bạn làm sao mà các bạn đi, các bạn ngồi, các bạn cứ nhìn ngồi ghế trước, các bạn cứ nhìn về phía trước thế này thế kia, hay là các bạn có những cái câu chuyện đó, là những cái mẹo nó rất là tốt, trông nó thế nhưng mà rất đơn giản. Cái mẹo là những cái mình nói, cái mẹo là những cái mà khi mà chúng ta áp dụng ấy, nó không tốn kém gì cả mà nó nhanh gọn lẹ, nó lại mang lại cái hiệu quả tức thời. Có những cái con ốc, có những cái con ốc mà nó bắt vào những cái, ví dụ là bắt vào những cái thiết bị xe cộ, hay là những cái thiết bị hay những cái đồ dùng trong gia đình nhà bạn ấy, nó bắt chặt mà bắt lâu năm, nó dẫn đến là nó rỉ thế này thế kia. Chúng ta muốn mở, muốn tháo những cái con ốc đấy ra ấy, nhiều khi chúng ta không biết mẹo ấy, chúng ta khó tháo, gần như chúng ta không thể tháo được. Nhưng khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta biết những cái mẹo để mà tháo những cái con ốc đó ra ấy, thì nó lại rất đơn giản, đúng không? Hay là những cái khóa của các bạn dùng lâu năm nó bị kẹt, nó bị khô, nó bị cứng thế này thế kia, chúng ta chỉ cần một vài cái mẹo vào trong đó thôi, như kiểu là nhỏ một ít dầu thế này thế kia, hay là những cái khóa với công ty ấy, các bạn kéo lên kéo xuống nó bị rít ấy, thì các bạn cũng chỉ cần là các bạn lấy cái nến khô, các bạn chà chà vào những cái bánh răng như thế thì lập tức nó sẽ trơn tru, đúng không? Hoặc là khi bạn hát, khi các bạn ca sĩ, các bạn muốn hát mà kiểu như là hát để mà cái giọng của bạn nó hay này, cái hơi thở của bạn nó được dài, thì các bạn cũng cần phải có cái mẹo, mẹo lấy hơi như thế nào, mẹo luyện thanh như thế nào, tất cả nó đều cần phải dùng đến mẹo. Chính vì vậy trong phong thủy, những cái yếu tố ấy, để mà phát triển nhé, để mà có được nhiều cái may mắn này, để có nhiều cái tài lộc, để được bình an, để được có được một cái tinh thần nó sảng khoái này, có được sức khỏe này, thì mình nói ở trong phong thủy sử dụng rất nhiều mẹo. Xin chào quý vị và các bạn. Rõ ràng một cái điều là như thế này nhé, mà chúng ta ai cũng nhận ra trong cái cuộc sống, nó là như thế này nhé. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái mẹo ở trong cuộc sống, trong cái đời sống hàng ngày không bao giờ là có thể thiếu được, không bao giờ thiếu được. Các bạn thấy là cả những cái lĩnh vực, những cái công việc, hay là tất cả những cái gì đều, chúng ta đều cần phải có những cái mẹo. Khi nhá, mình nói nhá, khi kể cả là khi bạn tập thể dục thể thao, bạn cũng phải có những cái mẹo để làm sao, bạn tập nó hiệu quả, đúng không? Bạn hít thở bạn cũng cần phải có mẹo. Bạn ăn, bạn uống, bạn ăn cái gì bạn cũng cần phải có cái mẹo ăn mẹo uống làm sao mà để cho nó vừa ngon, nó vừa hiệu quả. Mình nói đơn giản là như thế này này, bạn gọt hoa quả nhá, bạn gọt hoa quả bạn cũng cần phải có cái mẹo để vừa nhanh nhá, vừa nhanh mà vừa đẹp, cái hoa quả, những cái miếng hoa quả của bạn thái ra nó cũng vừa đẹp. Các bạn thấy là cái gì, cái đời sống hàng ngày của mình không thể phủ nhận được những cái mẹo, rất nhiều những cái mẹo mà phải nói là nó phục vụ cho đời sống của mình. Cái gì cũng thế, mình nói trong tình yêu tình cảm cũng thế thôi, nhiều khi là chúng ta cần có những cái mẹo tâm lý, chúng ta cần có những cái mẹo để chúng ta kích thích nhau, kích thích những cái tâm lý của nhau lên, đúng không? Kích thích cái sự yêu đương lên chẳng hạn, kích thích những cái, kể cả mình nói trong giao tiếp, chúng ta cũng cần phải có những cái mẹo, đôi khi phải có những cái mẹo để kích thích những cái câu chuyện của đối phương, kích thích cái sự mà cái cảm hứng, cái nhiệt tình của đối phương khi mà trao đổi cái câu chuyện với nhau. Nó đều cần phải có mẹo đấy bạn ạ. Các bạn công nhận không? Cái mẹo nó quan trọng lắm. Thế mà nhiều người, người ta vô tình, nhiều người kiểu, rất nhiều người là người ta cứ bỏ qua những cái mẹo.
trong khi mà cái mẹo mà áp dụng trong đời sống hàng ngày nó vô. Có những cái con ốc mà nó bắt vào những cái, ví dụ là bắt vào những cái thiết bị xe cộ hay là những cái thiết bị hay những cái đồ dùng trong gia đình nhà bạn ấy, nó bắt chặt mà bắt lâu năm, nó dẫn đến là nó rỉ thế này thế kia. Chúng ta muốn tháo những cái con ốc đấy ra ấy, nhiều khi là chúng ta không biết mẹo ấy, chúng ta khó tháo, gần như chúng ta không thể tháo được. Nhưng khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta biết những cái mẹo để mà tháo những cái con ốc đó ra ấy, thì nó lại rất đơn giản. Đúng không? Hay là những cái khóa của các bạn dùng lâu năm nó bị kẹt, nó bị khô, nó bị cứng thế này thế kia. Chúng ta chỉ cần một vài cái mẹo vào trong đó thôi, như kiểu là nhỏ một ít dầu thế này thế kia. Hay là những cái khóa với công ty ấy, các bạn kéo lên kéo xuống nó bị rít đi. Thì các bạn cũng chỉ cần là các bạn lấy cái nến khô, các bạn chà chà vào những cái bánh răng như thế thì lập tức nó sẽ trơn tru. Đúng không? Hoặc là khi bạn hát, khi các bạn ca sĩ các bạn muốn hát mà kiểu như là hát để mà cái giọng của bạn nó hay này, cái hơi thở của bạn nó được dài, thì các bạn cũng cần phải có cái mẹo mẹo lấy hơi như thế nào, mẹo luyện thanh như thế nào, tất cả nó đều cần phải dùng đến mẹo. Chính vì vậy trong phong thủy, những cái yếu tố ấy để mà phát triển nhé, để mà có được nhiều cái may mắn này, để có nhiều cái tài lộc, để được bình an, để được có được một cái tinh thần nó sảng khoái này, có được sức khỏe này, thì mình nói ở trong phong thủy sử dụng rất nhiều mẹo, mà rất nhiều mẹo vừa hay này, vừa dễ áp dụng này, vừa thực tế này, vừa rất hữu ích này, cái hiệu quả đạt được rất cao này. Tội gì mà chúng ta không áp dụng, đúng không? Nhưng mà để mà áp dụng được thì đương nhiên là chúng ta phải biết. Thì hôm nay thế này, hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn, chia sẻ với quý vị cùng các bạn một cái mẹo nữa rất là hay. Cái mẹo này thì mình tin rằng là rất nhiều người đã biết và rất rất nhiều người đã áp dụng rồi. Nhưng cũng không bao giờ là thiếu người mà chưa biết đâu. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn cho nó kỹ càng. Đó là cái mẹo gì? Thế này nhá. Các bạn biết cái con mèo thần tài không? Cái con mèo thần tài ấy, thì nó xuất phát từ bên Nhật. Mèo mèo thần tài, mèo vẫy tay đấy. Đây là cái biểu tượng may mắn cho những cái người mà làm kinh doanh này, hay là những cái người mà muốn kiểu như là chiêu những cái may mắn, những cái tài lộc ấy. Các bạn làm kinh doanh các bạn cũng cần này, các bạn làm việc bình thường mà các bạn muốn tăng thu nhập bạn cũng cần này, bạn muốn tăng cái sự may mắn bạn cũng cần này, tăng cái sự vui vẻ này, tăng cái năng lượng của mình lên bạn đều cần hết. Cái con mèo thần tài này nhé, thì nó rất là dễ kiếm là cái thứ nhất này. Cái thứ hai ấy, cái giá của nó cũng rất là hợp lý này nhé. Các bạn kiếm ở đâu cũng được, các bạn mua rất dễ này. Và cái thứ ba là như thế này này. Khi các bạn nhìn vào cái con mèo thần tài này, cái bản thân các bạn nhìn vào các bạn đã thấy thích rồi. Các bạn đã cảm thấy tự dưng là mình có cái năng lượng rồi. Cái năng lượng của mình nó lên rồi. Khách hàng hay là những cái người mà người ta đến với bạn ấy, mà người ta nhìn vào con mèo ấy, người ta cũng có cái cảm giác là nó vui vẻ, có cái cảm giác ấy, tự dưng người ta có cảm giác là nó thoải mái, nó phấn chấn.
Và các bạn hiểu một điều là như thế này nhá, nếu như mà chúng ta mà làm kinh doanh, làm công việc hay là làm tất cả những cái gì mà khi mà chúng ta cần phải giao tiếp với khách hàng hay là giao tiếp với mọi người mà mọi người có được cái vui vẻ, có được cái thoải mái, mọi người rất dễ gật đầu, rất dễ thỏa thuận với chúng ta, rất dễ đồng ý mọi vấn đề, công nhận không? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé về cái con mèo thần tài. Hơn nữa ấy, cái quan trọng nhất ấy, mình sẽ chia sẻ với các bạn là các bạn đặt đúng cái chỗ, đúng cái vị trí mà các bạn cần đặt. Ví dụ là ở ở cái cửa hàng của các bạn này, ở công ty này, hay là ở gia đình, trong gia đình nhà các bạn này, thì các bạn nên đặt ở cái vị trí cần đặt. Đặt làm sao nó có được may mắn, nó mang lại may mắn nhất, nó mang lại những cái hiệu quả nhất. Chứ bạn mà đặt lung tung ý, nó sẽ không may mắn đâu. Cái quan trọng là bạn phải biết đặt đúng cái chỗ. Thứ nhất là con mèo, thứ hai con mèo thần tài, thứ hai là bạn đặt đúng chỗ thì sẽ là ok. Mình nói với các bạn là như thế này, như các bạn cũng đã biết ý, cái gì thì cái, nhưng mà trong đời sống của chúng ta, cái mẹo, những cái mẹo vặt hay là những cái mẹo, tất cả những cái mẹo gì nó đều mang lại cho chúng ta ấy, cái hiệu quả. Nó vừa nhanh vừa gọn vừa dễ làm, vừa mang lại cho chúng ta cái hiệu quả tức thời. Chẳng hạn mình nói đơn giản là như này, ví dụ như là các bạn có những cái người mà các bạn say xe chẳng hạn nhé, các bạn đi đi trên ô tô mà các bạn say xe thì như thế nào? Ví dụ là như thế này, cái cửa kính của các bạn ấy nó kín quá và bật bật điều hòa nó kín, nhiều bạn bạn không chịu được. Nhưng mà đôi khi chỉ cần một chút mẹo thôi, các bạn có thể hạ cái cửa kính một chút xuống thôi, là tự dưng các bạn cảm thấy nó dễ chịu liền, đúng không? Nó đơn giản là như vậy. Hoặc là các bạn làm sao mà các bạn đi, các bạn ngồi, các bạn cứ nhìn ngồi ghế trước, các bạn cứ nhìn về phía trước thế này thế kia, hay là các bạn có những cái câu chuyện đó, là những cái mẹo nó rất là tốt. Trông nó thế nhưng mà rất đơn giản. Cái mẹo là những cái, mình nói cái mẹo là những cái mà khi mà chúng ta áp dụng ấy, nó không tốn kém gì cả, mà nó nhanh gọn lẹ, nó lại mang lại cái hiệu quả tức thời. Đấy là cái mẹo, đúng không? Đấy là cái mẹo đấy, mà nó rất là hữu ích, nó có tác dụng liền, nó mang lại những cái kết quả liền, rất là có lợi. Đấy, thì bây giờ như thế này, các bạn biết là cái con mèo nhá, cái con mèo thần tài ấy, thì cái con mèo này nó xuất phát từ ở bên Nhật. Cái con mèo này ấy, nó có một cái ý nghĩa là như thế này này, nó mang lại những cái may mắn nhá, nó mang lại những cái may mắn. Các bạn mà làm kinh doanh ấy, các bạn có con mèo này, các bạn bày ở cửa hàng, nó sẽ mang lại may mắn về trong cái vấn đề mà kinh doanh cho các bạn. Nó sẽ khiến nó kiểu như là nó hút khách ấy, nó hút khách. Hơn nữa nhá, mà không những nó hút khách nhá, mà khi mà khách nhìn vào ấy, khách nhìn vào cái con mèo này ấy, thì khách cảm thấy nó có một cái gì nó kích thích, người ta cảm thấy người ta thoải mái hơn này, người ta dễ chịu hơn này. Con mèo vẫy tay ấy. Các bạn để ý, con mèo vẫy tay ấy. Cái con mèo này thì nó bán rất là nhiều, được bán rất là nhiều, bán ở trên những cái, các bạn gõ trên mạng những cái trang mà Lazada hay là Shopee hay là Sendo hay là tất cả Tiki hay là tất tật ật những cái trang mua sắm, các bạn cứ gõ mèo thần tài, mèo vẫy tay, mèo mèo thần tài, nó đều ra. Nó đều có những cái chất liệu mà từ pin này cho đến năng lượng mặt trời nó đều có, mà giá cả rất rẻ. Ở đây là mình chia sẻ với các bạn để các bạn tìm kiếm hay là như thế nào, chứ mình không bán hàng, mình đâu có bán hàng đâu. Thì mình chia sẻ, các bạn cứ tham khảo. Đây là cái con mèo, mèo thần tài, nó sẽ giúp cho bạn là như thế. Giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn
những cái chỗ mà các bạn nên đặt mèo thần đài làm sao mà để cho nó phát huy được nhé, nó phát huy được cái may mắn của nó, của cái con mèo thần đài này. Thế này, nếu như nhé mà các bạn nhé mà có con mèo thần đài mà các bạn đang phân vân, các bạn khi mà các bạn đã biết về mèo thần đài rồi mà bây giờ còn một cái điều nữa là các bạn phân vân, các bạn không biết là nên đặt ở đâu cho nó ok, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là như thế này. Nếu như mà bạn đặt mèo ở nhà nhé, ở trong nhà của các bạn ấy, thì các bạn hãy chọn những cái hướng đông và cái hướng đông nam để các bạn đặt. Các bạn nên chọn cái hướng đông và cái hướng đông nam. Khi nhá, mình nói nhá, khi mà các bạn đặt mèo thần đài ở trong gia đình, ở trong nhà nhá, nó có cái tác dụng là như thế này này. Nó có cái tác dụng mà nó cầu cái sự mà may mắn là một này, cầu cái sự bình an, cầu cái sự mà kiểu như là sức khỏe cũng như là tiền tài trong gia đình. Các bạn hãy đặt cái hướng đông hoặc là hướng đông nam. Và nhá, bạn đặt ở nếu như bạn đặt ở phòng khách ở trong nhà của các bạn ấy, thì các bạn hãy đặt ở cái khu vực mà cửa chính, cái khu vực cửa chính ấy, hoặc là cái khu vực mà bàn mà uống nước ấy, các bạn đặt đấy để đón thần đài, để rước thần đài, để đón thần đài. Và có một cái điều này rất là hay nhé, mình nói nhé, nếu như bạn nào mà đang ở độc thân nhé, các bạn độc thân mà các bạn muốn có một cái tình duyên đến với các bạn này, các bạn muốn tìm được một cái nửa kia đến với các bạn, nói chung là các bạn muốn tìm được một cái tình duyên, có muốn tìm một cái nhân duyên ấy nhá, hay nôm na người ta gọi là cầu tình duyên ấy, thì các bạn hãy đặt mèo thần đài ở trong phòng ngủ của nhà các bạn. Trong phòng ngủ ấy, các bạn nên đặt mèo thần đài ở trong phòng ngủ. Nhưng quan trọng là như thế này này. Cái mèo thần đài ấy mà đặt trong phòng ngủ, các bạn đặt ở đâu? Các bạn đặt ở cái hướng chính đông. Các bạn đặt ở cái hướng chính đông cho mình. Trong phòng ngủ. Nó sẽ cầu được cái tình duyên. Đây là cái mẹo. Các bạn sẽ nói chung ý, nó sẽ chiêu nạp những cái tình duyên đến cho các bạn. Các bạn là độc thân nhé. Chứ các bạn mà có gia đình rồi thì các bạn cũng không nên đặt, bởi vì nếu như các bạn mà có vợ có chồng rồi thế này thế kia mà các bạn đặt ý, thì dễ kiểu như là cái vất đào hoa của các bạn nó lên ý. Mà nó lên thì nhiều khi chẳng ai muốn là gia đình của mình đang yên ấm thì tự dưng lại bây giờ lại mình lại thêm cái người này người kia, thêm cái người thứ ba thì nó lại thành dở, đúng không? Đấy, nếu như bạn nào mà kiểu độc thân, các bạn nên đặt mèo thần đài ở cái vị trí trong phòng ngủ và đặt ở cái hướng chính đông. À, một lát nữa mình sẽ chia sẻ làm thế nào mà nếu như các bạn là kinh doanh ấy, các bạn có những cái cửa hàng kinh doanh thì đặt ở đâu, thì một lát nữa các bạn từ từ nhé. Một lát nữa mình sẽ chia sẻ cái mèo thần đài nó đặt ở cái vị trí nào ở những cái cửa hàng mà bán lẻ của cửa hàng của các bạn ấy. Đấy, được chưa nào? Ở phòng khách thì chúng ta nên đặt nhá, ở phòng khách chúng ta nên đặt ở cái khu vực cửa chính và cái khu vực mà trên bàn uống nước, bàn tiếp khách, để cầu bình an, may mắn, sức khỏe, cầu tiền tài ở phòng khách thì các bạn nên đặt. Còn nếu như mà cầu về tình duyên thì bạn nào đang còn độc thân nhá, thì các bạn hãy đặt ở trong phòng ngủ. Thế bây giờ ấy mà bạn lại hỏi là thế này này, thế mèo thần đài ấy có đặt được ở trên bàn thờ không? Thì hôm nay mình trả lời luôn cho các bạn là như thế này nhé. Mèo thần đài ấy, nó mang cái ý nghĩa mà cầu những cái vận khí tốt, cầu những cái may mắn, cầu tài lộc, cầu bình an. Các bạn hoàn toàn các bạn có thể đặt ở bên cạnh bàn thờ nhà các bạn, đặt vị trí bên cạnh. Các bạn hoàn toàn các bạn có thể đặt ở cái khu vực ban thờ nhà các bạn, đặt ở vị trí bên cạnh thôi. Đặt ở vị trí bên cạnh rất tốt.
Nói chung ý, các bạn hoàn toàn các bạn có thể đặt ở bên cạnh bàn thờ, nhưng mà các bạn đặt làm sao nhé, mình nói nhé, các bạn đặt làm sao ấy cho nó ngay ngắn, nhìn cho nó cái hướng xoay thế nào thế kia cho nó ngay ngắn, chứ đừng có đặt theo cái kiểu là các bạn cứ tùy hứng, các bạn cứ đặt kiểu như là thích đặt chỗ nào đặt hay là như nào bạn đặt bên cạnh thôi, nhưng mà đặt cho nó ngay ngắn với bàn thờ, nhìn làm sao các bạn nhìn cảm thấy nó có một cái gì đó nó gọn gàng, nó ngay ngắn, chứ đừng có nhìn trông nó lộn xộn không ra hàng lối hay thế này thế kia. Tránh nhá, tránh cái kiểu đặt mà tùy hứng, các bạn cứ đặt đặt cho nó ngay ngắn rất tốt, nó sẽ cầu được may mắn, cầu được nói chung là cầu được những cái may mắn đến với gia đình nhà các bạn, cầu được sức khỏe, cầu được bình an. Đấy, các bạn đặt cạnh bàn thờ, hoàn toàn các bạn có thể đặt được. Rồi, thế bây giờ là như thế này nhé, đặt ở những cái cửa hàng kinh doanh, những cái cửa hàng bán lẻ thì đặt như thế nào? Thế này nhé, nếu như bạn nào nhé mà các bạn có những cái cửa hàng các bạn kinh doanh ấy nhá, những cái cửa hàng mà kiểu như là cái quy mô nó bé bé thôi, quy mô nhỏ mà bạn bán lẻ, các bạn đặt mèo thần đài rất tốt. Nhưng quan trọng các bạn đặt là như thế này nhá, các bạn hãy nhớ là như thế này nhé, các bạn đặt mèo thần đài ở cái hướng làm sao mà cái con mèo ấy nó phải quay ra cái phía cửa chính, nó quay ra cái phía khách hàng. Nghĩa là khi mà khách hàng nhé, từ cửa chính nhé, vào trong cái cửa hàng của các bạn ấy, khách hàng sẽ nhìn nhìn thấy chính diện cái con mèo, cái con mèo thần tài của các bạn ấy, con mèo vẫy tay, cái con mèo thần tài của các bạn. Các bạn đặt quay ra cái hướng của khách hàng, mà cái quan trọng này, cái điều này các bạn hãy nhớ là như này, cái điều rất là quan trọng là như thế này này. Các bạn nhớ là khi mà cái con mèo mà quay ra cửa chính ấy, các bạn phải đảm bảo đừng bao giờ có một cái vật gì mà nó chắn ngang hay là nó cản từ cái cửa chính vào phía con mèo. Hãy nhớ cái điều đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là nôm na là như thế này nhé. Khi nhá, các bạn đứng ở cửa chính, các bạn nhìn vào cái phía cửa hàng của các bạn ấy, các bạn nhìn ấy, các bạn nhìn thấy được con mèo, thấy được con mèo thần đài, các bạn nhìn thấy mà các bạn không bị cản một cái gì. Có nhiều mình nói có nhiều cái cửa hàng kiểu như là ok cũng bày mèo đấy, nó đối diện với cả cái cửa chính như vậy, nhưng người ta lại cũng bày những cái hàng hóa, những cái ví dụ là những cái cây này cây nọ người ta treo, hay là những cái móc này, hay là những cái giá, những cái giá mà người ta treo những cái mặt hàng của người ta ấy, nó bị chắn mất mặt của cái con mèo thần tài, cũng là không tốt, nghĩa là nó không phát huy được, không phát huy được cái may mắn ấy. Cái điều quan trọng ở đây là gì? Cái điều quan trọng nhất ở đây là các bạn nhớ là như này này, cái điều quan trọng nhất, cái con mèo thần tài ấy, là làm sao mà để khách hàng ấy nhìn thấy, bước vào cái cửa hàng của mình ấy, người ta nhìn thấy cái con mèo nó đang vẫy tay, nhìn thấy con mèo thần tài, người ta có cái cảm giác ấy, người ta muốn vào, người ta muốn xem đồ của các bạn, người ta muốn mua, kích thích người ta cái cảm giác là người ta muốn mua sắm, muốn chi tiêu cho cái cửa hàng của các bạn. Được chưa nào? Đấy, cái điều đấy là cái điều quan trọng. Đấy, các bạn hãy nhớ nha. Đấy, đặt làm sao mà nó hướng ra với cái cửa chính mà nó không bị cản trở. Đặt làm sao mà nó hướng ra với khách hàng. Cái con mèo ấy, nó phải hướng ra phía khách hàng. Các bạn áp dụng. Thế còn như thế này nhé. Có một cái điều là như thế này, các bạn lại hỏi nhé. Các bạn lại hỏi là như thế này này, thế mèo thần đài thì ví dụ là bây giờ mà đặt ở những cái trung tâm mà những cái cửa hàng, những cái trung tâm mà thương mại lớn, hay là những cái nơi mà kiểu như là những cái nơi kinh doanh ấy, nó có cái quy mô lớn thì đặt ở chỗ nào? Ok, thế này các bạn biết là như này nhé, đúng, trong cái trung tâm thương mại ấy, thì nó rất nhiều cửa hàng, mà nó cũng rất nhiều những cái cửa chính, cửa phụ, hay là thang máy, hay là như thế nào. Thì có một cái điều là như này này, các bạn hãy để ý là như này nhá. Rất là đơn giản. Cái con mèo thần tài của các bạn ấy, khi mà đặt ở cái cửa hàng của bạn, cái vị trí cửa hàng của bạn, trong một cái trung tâm thương mại, trong một cái nơi mà kinh doanh quy mô lớn ấy, các bạn hãy đặt ở cái quầy lễ tân, hoặc là những cái bàn mà thanh toán, các bạn hãy đặt thần tài ở đó.
ở cái vị trí mà cái bàn, cái quầy lễ tân ấy, cái quầy lễ tân hay là cái quầy thanh toán ấy, các bạn đặt ở vị trí đó, nó hướng ra khách hàng, nó hướng ra khách hàng. Và phải nhớ nhé, đừng bao giờ các bạn đặt cái vật cản gì, đừng bao giờ các bạn đặt một cái vật cản gì mà trước cái con mèo thần đài, đúng không? Các bạn nhớ một cái điều đó. Nhiều khi mình nói ví dụ đơn giản là như này, khi mà các bạn đặt con mèo ở cái quầy thanh toán rời, đúng không? Nhưng mà nhiều khi các bạn vô tình ý, các bạn có một cái quyển sách hay có một cái gì mà các bạn cứ vô tình, hay là nhiều khi cái con chuột ý, cái con chuột máy tính ý, các bạn vô tình các bạn cứ đặt, các bạn cứ tiện thì các bạn lại để, các bạn vô tình các bạn lại để trước cái mặt của cái con mèo thần đài, nó cũng là cái vật cản. Nó cái đó nó cũng gây cái ảnh hưởng ít nhiều, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến những cái may mắn, những cái tài lộc. Được chưa nào? Đấy, những cái nơi mà kinh doanh quy mô lớn, các bạn hãy đặt ở cái quầy thanh toán nhá. Quầy thanh toán, quầy lễ tân. Hướng ra phía khách hàng. Ok nhá. Mình nói với các bạn nhé. À rồi, thế còn các bạn lại còn hỏi, các bạn lại còn hỏi, thế ở trong văn phòng, những cái bạn làm công ăn lương ở trong văn phòng, các bạn có đặt thần đài, đặt mèo thần đài được không? Câu trả lời là có. Rất tốt. Kể cả mình nói rồi, mèo thần đài nó chiêu những cái may mắn, những cái bình an, những cái tài lộc nhé. Nó, các bạn đặt, các bạn làm cái gì các bạn cũng cần đặt, cũng đều ok, đều ok hết. Bạn bây giờ bạn làm công ăn lương đúng không, thì phải có thưởng chứ. Bạn đặt mèo thần tài đó thì nhiều khi cái công việc của bạn lẽ ra là cái lương tháng này nó đang như này, nhưng mà tự dưng khách hàng nó nhiều hơn này, cái doanh thu nó cao hơn này, tất nhiên là bạn sẽ có cái phần trăm nó nhiều hơn này, đúng không? Rồi lại có những cái may mắn, có những cái thưởng nó lớn hơn, các bạn cũng nên đặt được hết. Cái quan trọng là như thế này, các bạn nhớ nhé, nếu như ý, trong văn phòng của các bạn nhé, các bạn đặt mèo thần tài là như thế này nhé, các bạn đặt ở cái chỗ nào mà nó thoáng, nó sạch sẽ, và nhé, nó hướng theo cái hướng mà bạn hướng ra, thì bạn cũng nên đặt cái con mèo nó cũng hướng ra, nó hướng theo cùng hướng với cả mặt của các bạn ý. Ví dụ các bạn ngồi, các bạn nhìn, các bạn hướng ra ngoài cửa chẳng hạn, thì các bạn cũng đặt nó hướng ra ngoài cửa. Cái máy tính trước mặt các bạn thì các bạn hướng mặt vào cái máy tính, thì các bạn cũng đặt cái vị trí cái con mèo thần đài ấy, nó cũng hướng vào máy tính. Nói chung bạn hướng ra đâu thì bạn đặt cái con mèo thần đài nó hướng ra đó, nó hướng ra cái vị trí đó. Đấy, trong văn phòng các bạn đặt như thế nhá. May mắn đấy. Các bạn cứ đặt đi. Cái con mèo thần đài này ấy, các bạn mua nó rất rẻ, nó không đắt, nó rất rẻ, nhưng mà các bạn cảm thấy ok liền, các bạn cảm thấy có một cái gì nó may mắn liền ý. Ừ, hay lắm. Đặc biệt là những cái con mèo thần tài này bao giờ nó cũng có cái màu đỏ may mắn, mà nhìn nó rất dễ thương, các bạn chú ý. À, mà lưu ý thêm với các bạn là như thế này nhé, lưu ý thêm nhé, các bạn hãy nhớ là đặt như thế, nhưng mà ở cái vị trí mà nó phải thoáng đãng nhé, nó đừng có vật cản nhé, nó sạch sẽ nhé. Các bạn luôn phải nhớ là những cái nơi đó, những cái nơi mà các bạn đặt mèo thần tài, các bạn hãy nhớ lúc nào các bạn cũng phải đảm bảo là nó thoáng đãng, nó sạch sẽ, không có vật cản. Đấy là nguyên tắc. Chứ mèo thần đài mà các bạn lại đặt ở những cái vị trí mà cái chỗ mà các bạn đặt mà các bạn không lau chùi, không cho nó sạch sẽ, thì nó giảm đi rất là nhiều. Các bạn hãy nhớ đấy, đừng bao giờ đặt một cái vật cản gì nhé, đừng bao giờ đặt cái vật cản gì trước mặt mèo thần đài. Còn một cái vị trí nữa này, còn một cái vị trí nữa mà các bạn nên đặt rất là hay này, các bạn nên đặt ở trên xe hơi. Nếu như bạn nào ấy mà sử dụng xe hơi ấy, là cái phương tiện mà di chuyển ấy,
thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể đặt mèo dần đài ở trên xe hơi cũng được. Các bạn nhé, các bạn nếu các bạn đặt mèo thần tài ở cái vị trí xe hơi ấy, thì các bạn cứ đặt ở trên cái phía mà đầu cái phía đầu táp lô ấy, đặt mèo phía đầu táp lô mà nó hướng về phía bạn ấy, hướng về phía bạn lái, đặt ở phía đầu phía trước phía đầu táp lô nó hướng về phía phía các bạn. Hoặc là các bạn có thể là đặt ở gần cái phía mà phía gương cũng được, cái phía mà gương chiếu hậu ấy, gần ở cái mạn đó cũng được. Nói chung là các bạn cứ đặt đằng trước mà nó hướng về phía bạn ấy, những cái chỗ ấy mà các bạn có thể là các bạn nhìn thấy nó, các bạn dễ nhìn thấy nó. Một là ngay trước mặt các bạn nhìn thấy nó, khi các bạn đi đường các bạn có thể nhìn thấy nó, mà khi nhá, các bạn đặt ở những cái gương, cái vị trí mà gương ấy, gương chiếu hậu ấy, khi các bạn nhìn, các bạn muốn lùi hay là như là các bạn cũng nhìn thấy nó, có một cái tác dụng là như thế này này, nó sẽ giúp cho các bạn di chuyển nó may mắn hơn, nó tỉnh táo hơn, di chuyển trên đường nó bình an hơn. Các bạn hãy nhớ là như này nhé. Các bạn hãy nhớ là như này nhé. Vì sao mình lại nói thế? Các bạn hãy nhớ là như này này. Khi các bạn lái xe trên đường ấy, nếu như các bạn lái xe trong thành phố, nó đông đúc, nó lúc đi nó phải tránh người thế này thế kia, thì nó lại là một cái chuyện mà ok rồi. Các bạn sẽ luôn tỉnh táo, đúng không? Các bạn sẽ luôn tỉnh táo, các bạn cảm thấy là cái não bộ các bạn nó luôn hoạt động và nó sẽ tỉnh táo. Nhưng mình nói nhá, nếu như nhá mà các bạn nhá, các bạn đi xe ấy, mà các bạn di chuyển mà các bạn đi đường dài ấy, nhá, các bạn cứ đi xa hay đi xa hay phải đi xa hay phải đi tỉnh này hay phải đi xa này, nói chung là hay phải di chuyển trên cái quốc lộ, cái đường cao tốc hay là như thế này như thế kia ấy, thì khi mà các bạn đặt mèo gần đài ấy, nó có cái tác dụng là nó làm cho các bạn ấy nó tỉnh táo hơn, nó không bị buồn ngủ. Đi đường dài buồn ngủ lắm, đi đường dài mình cứ đường cứ băng băng, cứ nhấn ga rồi cứ băng 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 băng, không có cái gì là nói chung dễ buồn ngủ lắm. Các bạn lái xe các bạn biết, nếu mà cứ đi đường dài mà cái cảm giác mà không có phải nhìn ngó đèn xanh đèn đỏ, rồi phải tránh người, rồi phải quẹo, phải quành hay là phải phanh hay là thế này, các bạn cứ băng băng các bạn đi rất dễ buồn ngủ. Thì cái con mèo thần tài các bạn hãy đặt ở cái vị trí phía trước, nó có cái tác dụng đây này, nó động đậy đây này, nó sẽ làm cho các bạn ấy tỉnh táo, không bị buồn ngủ. Mà nhá, các bạn nhìn nhá, các bạn cảm thấy tỉnh táo mà các bạn thấy vui, nhìn vào con mèo đó các bạn thấy vui, tỉnh táo này, vui này, thì các bạn đi đường ấy nó mới cẩn thận được, nó mới bình an được. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái con mèo thần tài ấy, cái con mèo thần tài mà nó xuất phát từ bên Nhật Bản đấy, nó mang lại rất nhiều, nó mang lại rất nhiều những cái giá trị như về mẹo. Nó mang lại nào là may mắn, mang lại may mắn này, mang lại cái tiền tài này, mang lại cái bình an này, mang lại cái sự vui vẻ này, đúng không nào? Đó, các bạn hãy tham khảo nhé, các bạn tham khảo nhé. Nếu như mà các bạn nào ấy mà trong kinh doanh hay là trong bất cứ một cái gì, trong vấn đề mà cầu kinh doanh, bình an, tài lộc, tình duyên thế này thế kia, thì các bạn hãy nhớ, các bạn hãy để ý đến cái con mèo thần tài. Hy vọng rằng qua cái video này các bạn sẽ có thêm được một cái sự lựa chọn, có thêm một cái mẹo rất hay và hữu ích. Các bạn áp dụng thử đi nhé, nó không tốn kém. Các bạn áp dụng đi. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Bạn nào có ý kiến đóng góp gì nhé, các bạn để lại bình luận ở bên dưới cho mình nhé. Thân ái, chào tạm biệt.